Mến chào các bạn đã đến với kênh của mình Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn móc cái trái lê như thế này Móc trái lê như thế này thì mình dùng để trang trí Còn nếu như mà các bạn muốn móc để gắn vào trong cái móc khóa Thì các bạn sẽ giảm bớt cái size lại Để mình móc nó nhỏ hơn Thì mình sẽ gắn vào trong cái móc khóa Ở đây mình móc một trái màu xanh và một trái màu vàng Còn nếu như mà các bạn muốn gắn thêm lá Thì các bạn sẽ móc thêm một cái lá để mà mình mai vào trong cái phần cuốn ha ở đây thì mình có móc thêm cái quả cam thì cái quả cam này ở trong cái video này thì mình để trang trí ha. Còn về cái chùm nho này thì mình có chia sẻ cái cách để móc cái chùm nho ở video lần trước rồi, nếu như bạn nào muốn móc lại cái chùm nho thì các bạn xem lại video lần trước của mình ha. Và để móc cái quả lê này thì mình sử dụng len Cotton Việt Nam 1 mi, hôm nay mình móc màu vàng. Và màu nâu như thế này để mình móc cái cuốn nha các bạn và các bạn cũng cần chuẩn bị thêm cho mình đó là kéo cắt chỉ kim đánh dấu kim khâu len một ít gòn nha các bạn và kim móc thì ở đây mình sử dụng kim móc cán gỗ 1.5 mi bây giờ mình xin hướng dẫn cho các bạn móc ha thì để bắt đầu thì đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật và các bạn sẽ móc vào cái vòng tròn ma thuật cho mình 6 mũi đơn. Một Hai Ba Bốn Năm Sáu sau đó các bạn sẽ siết cái vòng tròn lại và bây giờ mình sẽ lên cái hàng thứ hai và ở cái hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi tăng mỗi một chân là hai mũi đơn mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên Và sau khi các bạn móc mỗi một chân là hai mũi đơn tới cuối cái hàng số 2, bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 3 và ở cái hàng số 3 thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn và một mũi tăng. Mũi đơn mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên rồi sẽ tới một mũi tăng. Rồi các bạn sẽ lặp lại cái cụm này cho mình với một mũi đơn. Rồi sẽ tới một mũi tăng. cứ một mũi đơn rồi một mũi tăng các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng số 3 nha các bạn. Và sau khi các bạn móc một đơn một tăng tới cuối cái hàng số 3, bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 4 và các bạn sẽ móc cho mình hai mũi đơn và một mũi tăng ở cái hàng số 4 này. Hai mũi đơn, các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Mũi thứ hai. Rồi sẽ tới một mũi tăng. cứ hai mũi đơn rồi một mũi tăng các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này và sau khi các bạn móc hai đơn một tăng tới cuối cái hàng thứ tư bây giờ mình sẽ lên cái hàng thứ năm thì các bạn sẽ móc cho mình ba mũi đơn và một mũi tăng mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên mũi thứ hai mũi thứ ba rồi sẽ tới một mũi tăng hai mũi đơn vào chung một chân rồi các bạn sẽ lặp lại cái cụm này cho mình với ba mũi đơn và một mũi tăng. Các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này. Và sau khi các bạn móc ba đơn một tăng tới cuối cái hàng số 5, bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 6 thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân là một mũi đơn. Mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên. Cứ mỗi một chân là một mũi đơn, mình sẽ không tăng không giảm các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này. Và sau khi các bạn móc mỗi chân là một mũi đơn tới cuối cái hàng số 6, bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 7 thì các bạn sẽ móc cho mình bốn mũi đơn và một mũi tăng. Mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên. Mũi thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Rồi sẽ tới một mũi tăng. Cứ bốn mũi đơn rồi một mũi tăng các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này. Và sau khi các bạn móc bốn đơn một tăng tới cuối cái hàng số 7, bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 8 thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân là một mũi đơn. Mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên. cứ mỗi một chân là một mũi đơn các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này ha. Và sau khi các bạn móc mỗi chân là một mũi đơn tới cuối cái hàng số 8 bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 9 thì các bạn sẽ móc cho mình năm mũi đơn và một mũi tăng. Mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên. Mũi thứ hai. Thứ ba. Thứ tư thứ năm rồi sẽ tới một mũi tăng. Cứ năm đơn một tăng các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này. Và sau khi các bạn móc năm đơn một tăng tới cuối cái hàng số 9, bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 10 thì các bạn sẽ móc cho mình sáu mũi đơn và một mũi tăng. Mũi thứ hai thứ 3 thứ 4 thứ 5 thứ 6 rồi sẽ tới một mũi tăng Cứ 6 đơn một tăng các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này. Và sau khi các bạn móc 6 đơn một tăng tới cuối cái hàng số 10, bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 11 thì các bạn sẽ móc cho mình 7 mũi đơn và một mũi tăng. mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên mũi thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy rồi sẽ tới một mũi tăng cứ bảy đơn một tăng các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này và sau khi các bạn móc bảy đơn một tăng tới cuối cái hàng số 11, bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 12 thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân là một mũi đơn. Và các bạn sẽ móc lên cho mình từ cái hàng số 12 tới cái hàng số 16, các bạn sẽ móc giống nhau cho mình với mỗi một chân là một mũi đơn. Rồi cứ mỗi một chân là một mũi đơn các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng số 16 ha. Và sau khi các bạn móc mỗi chân là một mũi đơn tới cuối cái hàng số 16, bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 17 thì các bạn sẽ móc cho mình bảy mũi đơn và một mũi giảm. Mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên. Mũi thứ hai. Thứ ba. Thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy rồi sẽ tới một mũi giảm mũi giảm thì ở đây mình chỉ móc qua nửa cạnh thôi nha các bạn rồi các bạn sẽ lặp lại cái cụm này cho mình với bảy mũi đơn và một mũi giảm các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này và sau khi các bạn móc 7 đơn một giảm tới cuối cái hàng 17, bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 18 thì các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi đơn và một mũi giảm. Mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên. Mũi thứ 2. Thứ 3. Thứ 4. Thứ 5. Thứ 6 rồi sẽ tới một mũi giảm. Rồi các bạn sẽ lặp lại cái cụm này cho mình với sáu mũi đơn và một mũi giảm, các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này. Và sau khi các bạn móc sáu đơn một giảm tới cuối cái hàng số 18, bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 19 thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân là một mũi đơn. Mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên. mỗi một chân là một mũi đơn các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này. Và sau khi các bạn móc mỗi chân là một mũi đơn tới cuối cái hàng số 19 bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 20 thì các bạn sẽ móc cho mình năm mũi đơn và một mũi giảm. Mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên. Mũi thứ hai. Thứ ba. Thứ tư cứ năm rồi sẽ tới một mũi giảm. Cứ năm mũi đơn rồi một mũi giảm các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này ha. Và sau khi các bạn móc năm đơn một giảm tới cuối cái hàng số 20, bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 21 thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân là một mũi đơn. Mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên. mỗi một chân là một mũi đơn các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này. Và sau khi các bạn móc mỗi chân là một mũi đơn tới cuối cái hàng số 21, bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 22 thì các bạn sẽ móc cho mình bốn mũi đơn và một mũi giảm. Mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên. Mũi thứ hai. Thứ ba. Thứ tư rồi sẽ tới một mũi giảm rồi các bạn sẽ lặp lại cái cụm này cho mình với bốn mũi đơn và một mũi giảm các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này và sau khi các bạn móc 4 đơn một giảm tới cuối cái hàng số 22 bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 23 thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân là một mũi đơn mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên mỗi một chân là một mũi đơn các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này ha. Và sau khi các bạn móc mỗi chân là một mũi đơn tới cuối cái hàng số 23, bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 24 thì các bạn sẽ móc cho mình ba mũi đơn và một mũi giảm. Mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. Mũi thứ hai. Thứ ba. Rồi sẽ tới một mũi giảm. Rồi các bạn sẽ lặp lại cái cụm này cho mình với 3 mũi đơn và một mũi giảm. 1 2 3 Rồi sẽ tới một mũi giảm. Cứ ba mũi đơn rồi một mũi giảm các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này ha và sau khi các bạn móc 3 đơn một giảm tới cuối cái hàng số 24, bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 25 thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân là một mũi đơn. Và các bạn sẽ móc lên cho mình từ cái hàng số 25 tới cái hàng số 28 thì các bạn sẽ móc giống nhau cho mình với mỗi một chân là một mũi đơn, mình sẽ không có tăng và cũng không có giảm nha các bạn mình cứ móc mỗi một chân là một mũi đơn rồi cứ mỗi một chân là một mũi đơn các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng số 28 ha và sau khi các bạn móc mỗi chân là một mũi đơn tới cuối cái hàng số 28 thì các bạn sẽ kéo chỉ ra và bây giờ thì mình sẽ dồn gòn vào Và sau khi các bạn đã dồn đầy gòn thì bây giờ mình sẽ lên cái hàng tiếp theo. Và ở cái hàng tiếp theo, cái hàng số 29 thì các bạn sẽ móc cho mình hai mũi đơn và một mũi giảm. Các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Mũi thứ hai. Rồi sẽ tới một mũi giảm. Rồi các bạn sẽ lặp lại cái cụm này cho mình. Một mũi đơn, hai mũi đơn, rồi sẽ tới một mũi giảm. Rồi, cứ hai đơn một giảm các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này ha. Và sau khi các bạn móc hai đơn một giảm tới cuối cái hàng số 29, bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 30 thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn và một mũi giảm. Một mũi đơn. Mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên. Rồi sẽ tới một mũi giảm. Rồi các bạn sẽ lặp lại cái cụm này cho mình với một mũi đơn. Rồi tới một mũi giảm. Cứ một mũi đơn rồi một mũi giảm các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này ha. Và sau khi các bạn móc một đơn một giảm tới cuối hàng thì bây giờ mình sẽ dồn thêm một ít gòn vào. Và sau khi các bạn đã dồn thêm gòn, bây giờ mình sẽ lên cái hàng tiếp theo, cái hàng số 31 và cũng là cái hàng cuối cùng thì các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi giảm. Mũi giảm thứ nhất, mũi thứ hai mũi thứ ba mũi giảm thứ tư mũi thứ năm mũi thứ sáu sau đó các bạn sẽ kéo chỉ dài ra một đoạn và bây giờ thì mình sẽ cắt chỉ và bây giờ các bạn sẽ dùng kim khâu và các bạn sẽ giấu cái sợi lên thừa này đi cho mình ha và sau khi các bạn cắt chỉ và giấu chỉ đi thì mình sẽ được một trái lê như thế này và bây giờ thì mình sẽ móc cái cuốn ở trên như thế này thì để móc cái cuốn thì mình sử dụng cái màu nâu các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật và các bạn sẽ móc vào cái vòng tròn ma thuật cho mình bốn mũi đơn một hai ba bốn sau đó các bạn sẽ xiết cái vòng tròn lại và mình sẽ lên cái hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc cho mình một cái mũi dời vào cái chân mũi đầu tiên sau đó các bạn sẽ lên cho mình một bính và các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân là một mũi đơn các bạn sẽ móc cho mình cái mũi đơn vào chung cái chân với mũi bính các bạn vừa mới lên mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư sau đó các bạn sẽ móc cho mình một cái mũi dời vào cái chân mũi đầu tiên như vậy là mình đã xong cái hàng thứ hai và bây giờ thì các bạn sẽ lên cho mình một bính và mình sẽ lên cái hàng thứ ba và các bạn cũng móc cho mình mỗi một chân là một mũi đơn Và các bạn sẽ móc cho mình từ cái hàng số 3 tới cái hàng số 5 thì các bạn sẽ móc giống nhau cho mình với mỗi một chân là một mũi đơn. Cứ mỗi một chân là một mũi đơn các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng số 5 ha. Và sau khi các bạn móc mỗi chân là một mũi đơn tới cuối cái hàng số 5 thì bây giờ các bạn sẽ kéo chỉ dài ra cho mình một đoạn và mình sẽ cắt chỉ. Và bây giờ mình sẽ xỏ chỉ vào trong kim để mình khâu vào trong cái trái lê nha các bạn bây giờ thì mình sẽ đặt cái phần cuốn lên trên cái quả lê và mình sẽ khâu lại và sau khi các bạn khâu cái phần cuốn vào thì các bạn sẽ giấu chỉ và cắt chỉ đi cho mình thì chúng ta sẽ được một trái lê hoàn chỉnh như thế này ở đây mình móc hai trái một trái màu xanh và một trái màu vàng như thế này và mình vừa chia sẻ cho các bạn xong cái cách để móc cái trái lê như thế này và video hướng dẫn móc trái lê của mình tới đây là đã xong rồi và mình xin chúc cho tất cả các bạn thành công và mình hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau của mình bye bye